Chào mừng các bạn đến với vlog của Joyce. Sắp đến Halloween rồi, nên hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi thăm vườn bí nha. Vườn bí này tên là Life Oak Canyon ở Redlands, California. Mình để địa chỉ ở đây, có gì các bạn nhớ lưu lại nhé. Các bạn biết không, đây được mệnh danh là trang trại bí lớn nhất phía nam California đó. Ở đây giá vé khác nhau theo từng ngày và từng khung giờ luôn nha. Ví dụ hôm mình đi là chủ nhật ngày 16 thì giá vé cho một người lớn sẽ là 20 đồng, còn sau 2 giờ sẽ là 25 đồng. Còn phí đổ xe là miễn phí nha. Nhìn bản đồ thôi mà thấy mỏi chân rồi. Đầu tiên khi mới bước vô cửa, bạn sẽ thấy nguyên một triển lãm bí luôn. Màu nào cũng có, hình dạng nào cũng có, nhiều lắm luôn á. Nếu các bạn muốn mua mấy em bí này á thì có thể bỏ lên xe đẩy xong rồi đem theo. Ví dụ á, như trái bự như vậy 21, nhỏ hơn xíu là cỡ 13 đồng, cỡ này chắc 17 đồng á. Trời ơi, bí ở đây á, hình dạng nào cũng có, màu nào cũng có luôn. Các bạn có để ý không, có mấy trái á, ở bên ngoài rất là sần sùi, nhìn cũng hơi sợ ha. Ôi, còn có bí trắng đó nè, nhìn giống mấy trái cà mà siêu to khổng lồ vậy á. Thôi coi bí vậy là đủ rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau đi thăm sở thú nha. Để vào cổng á, thì bạn phải đi mua vé, ví dụ như là 20 đồng cho 20 vé, 40 đồng cho 45 vé, hay là 100 đồng cho 120 vé. Để vào sở thú á, thì bạn cần 5 vé nha. Ở đây có rất là nhiều con vật, nhưng mà mình chỉ được cho dê và cừu ăn thôi. Các bạn có thấy ly đồ ăn mà mình đang cầm trên tay không? Một ly như vậy là 3 vé đó. Mình nghĩ á, mấy em này bị bỏ đói dữ lắm luôn. Vì chỉ cần thấy người thôi là mấy em lao vào nhanh như một cơn gió vậy. Rồi bây giờ mấy bạn để ý các em ở hàng trên cùng nha. Lớn hơn gấp 2 lần con khác mà ham ăn lắm luôn. Hai chân á, thì để lên cái cọng kẽm rồi cứ rướn rướn người lên. Mà em cũng kêu lắm nha, cho ăn mới cho nựng. Em mà biết mình hết đồ ăn hả? Là quay đi không một lời từ biệt luôn. Rồi bây giờ mình khôn hơn rồi các bạn. Mình nựng trước rồi mình cho ăn sau. Mà buồn cười lắm nha, lúc này chưa kịp cho ăn á là em đã bắt đầu chảy nước miếng rồi. Rồi bây giờ nựng nha. Đó đó đó, không cho. Tại nựng một cái rồi giờ không cho nữa. Còn đây là em bé cừu xinh xắn giữa một đàn dê. Còn đây là một em ngựa vô cùng hiền và thân thiện luôn. Em rất thích được nựng. Còn đây là bé lừa nhỏ nhắn xinh xắn. Các bạn biết không, tuổi thọ của lừa là từ 25 đến 35 năm. Các bạn có thấy lừa có một đôi tai rất là dài không? Đôi tai này giúp lừa thải nhiệt và giữ mát cho cơ thể trong sa mạc nóng bức đất. Mà bé lừa này thân thiện lắm nha, vừa thấy mình là cười tươi ơi là tươi. Còn đây là những chú ngựa con, nhìn đáng yêu quá ha. Úi, ly rồi biết ghi là chú heo nhỏ sao? Hả? Đây là heo nhỏ hả? Có lộn không vậy? Mình nghe nói á, lợn thường rất là thích lăn trong bùn, bởi vì như vậy có thể làm mát cơ thể. Ngoài ra, lớp bùn cũng giống như là lớp kem chống nắng vậy, giúp cho da lợn tránh khỏi tác động qua nắng mặt trời. Rồi em này làm gì mà đào đào bới bới đây? Đừng nói là kiếm đồ ăn nha. Thiệt luôn, em heo nào cũng mập ú ù ù, đã vậy còn đi ì á ì ạ. À, bé rùa. Mình nghe nói rùa có thể sống từ 80 đến 150 năm, còn có nhiều loại có thể sống đến 250 năm luôn á. Còn đây là hai em bò lông vàng. Ui ui, em này mới đặc biệt nè. Em này là bò Brahman. Tên của em là Chulo. Tuổi thọ của em này khoảng từ 15 đến 20 năm, còn cân nặng thì từ 700 đến 1000 kg. Trên lưng em bò này có một cục u. Mình nghe nói cục u này dùng để trữ nước và đồ ăn, giúp bò sinh tồn trong môi trường có điều kiện nắng nóng và khô cằn. Giống bò này rất là thông minh và hay mắc cỏ. Đường cái là rất là ngoan nha. Lúc mà mình vuốt ve là đứng yên cho mình vuốt ve luôn. Còn đây là những bé cừu baby doe xinh xắn. Hai em đang ngơ ngác nhìn mình hỏi, đồ ăn của em đâu? Hồi nãy mình đi ngang qua thấy bé đà điểu này chạy dữ lắm. Giờ mệt rồi đúng không? Còn đây là chuồng công và gà sao. Con công nào mà bộ lông càng tươi sáng càng đẹp thì là con công đực. Mà con nào mà xấu xấu là con công cái. Ủa gì kỳ vậy?
Còn đây là gà tây. Mình nghe nói á, gà tây đực có những tiếng kêu rất là đặc biệt, giống vậy nè. Và tiếng kêu này dùng để thu hút con cái, giống như là hello em, mình là Quen nha. Còn em này là em vừa đứng vừa ngủ nè. Ở đây còn có nguyên một chuồng chim luôn. Chim gì cũng có, đủ màu, đủ sắc, đủ loại. Thôi, tham quan sở thú vậy là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau xem show diễn ban nhạc đồng quê 7 anh em nha ga. Coi show xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi chơi trò chơi thôi. Nhưng mà trước hết phải đi mua vé đã. 20 đồng sẽ mua được 20 vé. Và khi mình đút tiền vào thì nó sẽ ra cái thẻ như thế này. Ui, nhiều trò chơi quá. Nên chơi trò nào bây giờ ta? Trung bình một trò sẽ tốn từ 10 tới 15 vé. Vậy mình mua 20 vé thì có thể chơi được 2 trò. Ở đây có nhiều trò chơi dành cho các em nhỏ. Nhưng mà sao người lớn đứng xếp hàng nhiều dữ vậy ta? Ý mà quên mình cũng là người lớn. Trời ơi, nhiều trò quá, không biết nên chơi trò nào luôn. Đã vậy hàng xếp còn dài nữa. Thôi đứng đây làm một bô cái đã nha rồi đi tìm tiếp. Và cuối cùng mình đã chọn một trò chơi vô cùng nhẹ nhàng. Đó là bắn đại bác. What? Người ta sẽ bỏ vào xô 10 quả banh cho mình. Và mỗi một quả banh như vậy là một lượt bắn. Mà kỳ lắm nha, cũng nhắm dữ lắm. Nhắm đủ thứ điểm luôn mà không vô điểm nào hết trơn. Đã vậy banh nó còn bật ra ngoài nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau chơi trò thứ hai nha. Người ta sẽ phát cho mình 10 cái vòng. Và nhiệm vụ của mình là ném vòng vào cổ chai. Ai ném được vòng lọt vào nhiều cổ chai nhất thì sẽ nhận được phần quà tương ứng. Yeah, trúng được một cái rồi. Trời ơi, hết 10 cái mà trúng còn cái. Và phần quà là cây bút có hình bông hoa, đậu ở trên là một bé ong. Rồi thôi, chơi vậy là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ đi tìm góc sống ảo nha các bạn. Wow, ở đây có nguyên một vườn hoa hướng dương luôn. Ý, chỗ kia có nguyên cái cầu thang chân mấy trái bí dễ thương ghê. Rồi rồi rồi, xoay mấy vòng rồi hồi sau tiền đình nha. Ở đây người ta trang trí nhiều khu chụp hình đẹp lắm. Có nhiều chỗ còn phải đứng xếp hàng nữa nha. Mà hàng thì dài quá, chơi quá đất luôn. Nếu không chơi thì lên đây em chở đi chơi Halloween nha. Ủn. Rồi bây giờ mình đến với khu vực trò chơi trẻ em. Xem mấy bé này chơi trò gì nha. Nếu mà đói bụng rồi thì các bạn có thể ghé qua khu đồ ăn ở đây. Ở đây bán cực kỳ nhiều đồ ăn luôn. Nào là bánh táo, bánh bí, kem, bắp nướng, nước chanh, pizza, khoai tây chiên, cánh gà chiên, đá bào và còn nhiều món mã khác nữa. Còn đây là đùi gà tây nướng siêu to khổng lồ luôn. Ăn no nê rồi thì mình chuẩn bị đi về thôi. À, lúc mà trên đường đi ra cổng, mình mới phát hiện là bên cạnh cái chỗ mà để quá trời bí hồi nãy á, là một dọc dãy bàn để rất là nhiều những trái bắp dễ thương như thế này. Ước gì có bếp lửa và mỡ hành ở đây, mình sẽ làm bắp nướng mỡ hành. Sau khi ra khỏi cổng thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều xe công nông đậu ở đằng trước.
Họ sẽ chở mình về cái bãi đổ xe mà hồi nãy mình đậu. Vì chỗ này rất là rộng nên mình đi xe công nông từ cổng đến bãi đổ xe của mình là tầm khoảng 15 phút. Mấy cái xe mà đi theo hướng ngược lại mình á, là bây giờ người ta mới vào chơi nè các bạn. Lúc này các bạn thấy trời sáng vậy thôi, chứ thật ra là gần 7 giờ tối rồi đó. Thật ra là đi buổi tối thì cũng sẽ có cái hay của buổi tối, vì lúc đó người ta sẽ lên đèn rất là đẹp, rất là lung linh. Ngoài ra còn sẽ có rất là nhiều tiết mục trình diễn Halloween nữa. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình. Nếu các bạn có câu hỏi hoặc muốn mình làm về chủ đề gì, mọi ý kiến đóng góp cho kênh có thể comment dưới đây để cho mình biết nha. Đừng quên subscribe và follow mình để luôn nhận được những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!